lắm hả? Dạ. Em chào anh. Anh ơi, anh có phải là cái người đã ghi câu "bạn đã bao giờ yêu bằng cả trái tim mình chưa"? Anh còn nhớ hả? Anh ơi, anh có thể cho em ít phút, em sẽ hát cho anh nghe. Và em hứa là em sẽ hát từ trái tim của mình. Nếu vậy, mời bạn sáng mai 9 giờ qua công ty của mình nhé. Dạ, em ở tận Đà Lạt lận. Em sợ giờ đó em đi không kịp. Vậy hả? Nếu vậy, tôi sẽ đổi lịch hẹn sang 1 giờ chiều, mặc dù tôi đang rất bận. Em xin lỗi, nhưng mà anh có thể giúp em gặp vào buổi tối được không ạ? Tôi chưa bao giờ nhận được lời đề nghị như vậy đấy. Bạn nên nhớ, đây không phải là cái chợ để mà muốn kỳ kèo thế nào cũng được. Thôi, để anh chụp cho nào. Dạ. Anh lấy cho em cái cảnh thế này nè. Nha. Chào anh nha. 1, 2, 3 Cưới đi. Dạ anh ơi. Hả? Tất cả các thẻ của anh đều bao không thanh toán được ạ. Cái gì? Anh có thể thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt được không ạ? Tất cả các thẻ đều đã bài khóa rồi ạ. Sao lại kỳ cục như vậy được? Em kiểm tra lại máy của em đi. Chứ thẻ của anh là không bao giờ bị khóa cả. Dạ, nhà hàng của em thì vẫn thanh toán được bình thường ạ. Do thẻ của anh có vấn đề, anh có thể trực tiếp gọi lên ngân hàng để kiểm tra ạ. Anh nhặt em mới thay đổi. Vậy em đi mua gì ăn ha? Khỏi nấu nướng gì mất công. Em ăn gì để anh mua cho? Em ăn bánh mì, một ổ 2 trứng. 10 ngàn. 10 ngàn chí? Ủa, anh mì 2 trứng. Bây giờ anh em sống chung với nhau rồi, mọi thứ phải sòng phẳng. Chừng nào người nào tình nguyện á, lúc đó mới không tính. Tất cả mọi thứ chia đôi. Em còn 8 ngàn. Anh mua cho em 2 ổ bánh mì không? Em về em chấm nước tương cũng được. Anh khuyên nha, bây giờ chú kiếm cái gì chú làm thêm đi. Chợ ở dưới quê ba mẹ làm nông, không có dư giả gì đâu. Chú đừng có ý lại, tội nghiệp.